Tú, một loài hoa được mọi người yêu thích. Em luôn mơ ước trở thành họa sĩ để vẽ thật nhiều bức tranh về Hà Nội. Bên cạnh em là thành viên thứ hai. Em là Thu Huyền, chuyện nào cũng thích. Chuyện cười, cổ tích, lịch sử, văn thơ. Em luôn ước mơ vòng quanh Hà Nội. Còn đây là thành viên cuối cùng. Nhà nghiên cứu lịch sử của Uy Tín Lê Văn Lan đã dẫn dắt người đọc
lọc đến với Thăng Long bằng những truyền thuyết, sự tích, sự kiện giúp chúng ta thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất và con người Thăng Long, Hà Nội. Cuốn sách gồm 4 phần, kể chuyện về thời tiền Thăng Long, kể chuyện về thời định đô Thăng Long, kể chuyện về nền văn hóa Thăng Long, kể chuyện về hùng khí Thăng Long. Dạo quanh Hà Nội, ngắm nhìn phố phường mắc gửi, đường quanh bàn cờ, không thể không nhớ lại chuyện xưa, ý cũ, vì không phải ngẫu nhiên mà có sông Tô, núi Lùng, có thành Cổ Loa, thành Đại La, đền Bạch Mã. Lịch sử những tên gọi này được kể tường tận qua từng câu chuyện ở phần đầu tiên của cuốn sách kể chuyện về thời tiền Thăng Long. Ngày xưa, xưa lắm rồi, vào khoảng đầu công nguyên, vùng đất tay màu mỡ này vẫn thấp cao những ố trũng của đồi gò. Nhưng ở chính giữa vùng đất lầy lội ấy, núi Lùng đã sừng sững mọc lên. Chuyện kể rằng núi Lùng có một đường huyệt ở chính tâm, thông sâu xuống tận âm ti địa phủ, miệng huyệt mở thấu đến thiên đường thượng giới. Vì thế núi có tên là Rốn Rồng hay Long Đỗ. Nơi Rốn Rồng linh thiêng ấy cũng chính là ngôi làng cổ đầu tiên của kinh đô Thăng Long. Sông Tô, núi Lùng đã trở thành biểu tượng sông núi của miền đất địa linh nhiên kiệt Thăng Long với rất nhiều điều huyền kỳ. Nhưng phía sau những điều huyền kỳ ấy là sáng ngời điều kiêu hãnh, bản lĩnh và sức mạnh từ cõi đất, con người Thăng Long, Hà Nội trước mọi thế lực ngoại xâm. Đọc những câu chuyện thần rùa vàng và tòa thành ốc với cây nỏ thần, núi Nam Đế xây đài vạn sông, hay đền Bạch Mã và thành Đại La, các bạn sẽ thêm tự hào về truyền thống rạng rỡ của Thăng Long, Hà Nội. Kế tiếp thời tiền Thăng Long là 6 câu chuyện về thời định đô Thăng Long. Kính thưa quý vị, hẳn ai trong chúng ta cũng đều vô cùng cảm phục một vị vua tài năng, đức độ, nhìn xa trông rộng, đứng đầu trường là lý, khai sáng đất Thăng Long để con cháu muôn đời sau được hưởng thái bình, thịnh vượng. Tháng 2, giữa mùa xuân năm Canh Tuất 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định tự tay thảo chiếu rời đô. Sau khi viết xong, vua cảm thấy rất hài lòng và mời các quan trong triều đến để nghe chiếu chỉ. Quân chi thành Đại La, đô phủ của cao hơn, ở giữa khu vực trời đất, cùng thế sông châu hổ phục, chính xứ Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sâu trước, cùng ngày mặt đất rộng mà băng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thất chúng tôi ta, muôn vật hết sức. Xem các nước Việt đó là nơi thắng điện, thật là chỗ tu hồn toàn quốc của quân vương, đúng là nơi được bố kinh sư mãi muôn đời. Chẳng muốn nhân địa lời ấy mà định nơi ở. Vào tháng 7, của thu năm Canh Tuất, vua Lý Thái Tổ cùng các hoàng thần đã sới hoa lư về thành Đại La. Sau gần nửa thế kỷ, xây dựng và củng cố từ một tòa thành thô sơ mang tên Đại La, này đã trở thành kinh đô phồn thịnh, đẹp đẽ. Và để kế tiếp trang sử vẻ vang vào những thế kỷ trước là 16 câu chuyện tuyệt hay về nền văn hóa Thăng Long rực rỡ. Kinh kỳ Thăng Long từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19 đã là nơi phồn hoa bậc nhất cả nước về giá trị văn hóa vật thể sánh ngang với Venice, nổi tiếng hoa lệ của Ý ở phương Tây. Hà Nội đô lành, nước nhỏ này vẽ nên tranh họa đồ, cố đô rồi lại tân đô, nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây. Đọc các câu chuyện từ trang 67 đến trang 105 của cuốn sách, các bạn sẽ thấy kinh đô được biến hiện ra tráng lệ, không chỉ bởi khu hoàng thành đồ sộ, mà bao quanh đó là cả hệ thống Thăng Long tứ trấn, tháp đó thiên, trung uy điền trong tứ đại khí, các cửa ô, ô quan trưởng, ô đống mát, ô cầu rèn, ô cầu giấy, ô chợ dừa cũng chỉ có riêng ở Thăng Long. Các sinh hoạt văn hóa tinh thần còn làm cho Thăng Long thăng hoa nhiều hơn nữa. Và qua đấy, các bậc minh quân thánh chúa như vua Thánh Tông, vua Nhân Tông nhà Lý, nhà Trần cũng trở thành thi sĩ, văn miếu quốc tử giám được xây, bia tiến sĩ được dựng,
là biểu tượng trường tồn của tinh hoa văn hóa giáo dục Việt Nam. Đến câu chuyện vạn thế sư biệt, chắc hẳn mỗi độc giả đều trào dâng niềm tôn kính về thầy giáo Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Sinh ra trên mảnh đất Thăng Liệt, Thăng Trì, ông nổi danh là người mẫu mực, đức độ, tâm huyết với nghề dạy học và được các vua trần rất trọng dụng. Tên tuổi của thầy đã đi vào lịch sử giáo dục.